hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2020, là kỷ niệm ngày 14 năm ngày cưới của hai vợ chồng Hoàng Trinh. Năm nay á, tại vì bận việc học có mấy đứa nhỏ nên Hoàng Trinh không có làm tiệc đãi chiêu đãi bạn bè và gia đình. Hôm nay hai vợ chồng chỉ với lại mấy đứa con á, là đi xuống quán quen thuộc để ăn thôi, để ôn lại kỷ niệm. Mời cả nhà cùng xem gia đình nhỏ của Hoàng Trinh đi ăn nha. Bây giờ mời cả nhà đi theo gia đình Hoàng Trinh nha. Hello cả nhà, hôm nay gia đình Hoàng Trinh đi ăn lẩu. Và bây giờ hai vợ chồng Hoàng Trinh đã đến quán hai vợ chồng hay ăn nè. Đó là để coi quán gì nha. Đây là quán Đồng Quê 3A ở đường cây Châm Gò Vấp á cả nhà. Quán này rất là đông nhưng mà hôm nay không biết sao vắng què. Như em. Như quán này nó không cho khách vô nữa để cho hai vợ chồng mình xuống. Chứ thật sự quán này rất đông nha cả nhà, vô là không có chỗ ngồi luôn á. Thường mấy đứa con mình vô đây là nó chỉ có cơm chiên với là mực chiên giòn sốt me. Mực chiên giòn là của anh trai này nè, anh trai thích ăn lắm. Anh trai ăn ngay con, ăn ngay, mời cả nhà đi. Năm nay hai vợ chồng mình chỉ có đi với gia đình như đây thôi cả nhà ơi. Mấy đứa con nó học nó quần quá. Sơn đi chào cả nhà hai con. Chào cả nhà. Đây quá. Quán này đặc biệt là lẩu này nè cả nhà. Nãy kêu lẩu gì? Lẩu Thái hả? Đặc sản quán này là lẩu Thái. Rồi để đó đi. Lâu quá Hoàng Trinh không có uống bia. Nhưng mà hôm nay kỷ niệm á, lại làm 4 năm ve gì chơi cả nhà ơi. Tại Hoàng Trinh tập gym mà. Nhưng cũng đang trong chế độ giảm cân á. Mỡ không à. Thì cho nó xuống bớt. Hoàng Trinh mời cả nhà ăn cơm chiên nha. Ngon quá nhà ơi. Gấp cho cả nhà dùng tô mực nha. Mời cả nhà dùng ăn mực nha.
Món này là rất là con mình nó rất thích ăn á cả nhà. Xuống đây là mực chiên giòn sốt me, mực chiên giòn sốt me có nhiêu đó à. Còn bà xã mình thì tối ngày cái lẩu Thái Lan mới chịu. Lẩu ở qua Thái mới ăn hả? Lẩu Thái Lan mới ăn hả? Rồi, cảm ơn em yêu. Thôi bây giờ Hoàng Trinh quay hết cái quán này cho cả nhà xem nha. Đây là cái bếp nướng của quán nè cả nhà. Con đường cây châm quận Gò Vấp này là mệnh danh là làng hoa đó cả nhà, trồng hoa nhiều lắm. Quán thường thường là rất là đông, không có chỗ ngồi luôn, mà hôm nay chắc dịch đó nên người ta đi vắng quá. Nhìn thấy vợ con của Hoàng Trinh không? Đó. Ngon không con? Chuyển qua ăn bốc luôn rồi hả? Chưa gì thấy hai dĩa gần hết rồi hả? Ăn nhanh chứ hả? Quán này nó rất là rộng cả nhà, nó còn cái sảnh tuốt ở dưới đây nữa nè, mà hôm nay không có khách. Dịch bệnh làm cho người ta thất nghiệp hết. Đó, còn cái sảnh rộng lắm cả nhà ơi. Mà hôm nay không có khách. Cũng que luôn. Thôi giờ nãy giờ cũng đi vòng vòng quay cho cả nhà xem, rồi giờ tới Hoàng Trinh làm miếng nha cả nhà. Hoàng Trinh uống vậy chứ chút xíu bà xã chở Hoàng Trinh về tại nhà gần đây nè, chứ không dám uống nhiều tại đi có mấy thằng nhỏ nữa, chứ đợi luật pháp giờ là không cho nhậu uống bia lấy xe cái nè. Rồi vô. Giờ lẩu sôi rồi, Hoàng Trinh bỏ đồ vô nha. Em quay cái nước cho cả nhà coi coi. Nước này ngon lắm cả nhà. Ngon quá, con mình làm sạch luôn. Ăn cái món nước nào mình kêu trước đi, rồi nó nước lâu lắm, khách từ từ vô đông rồi đó. Khách bắt đầu đông rồi đó. Em món nào hỏi con hay con thích ăn món nào kêu. Chú Long thích ăn món gì? Dạ, ăn mực như là thích nè. Ăn mực nữa hả? Mực hoài hả? Bây giờ cái lẩu Thái này nó sôi rồi cả nhà. Bà xã mình gấp rau vô nha. Kỷ niệm ngày cưới mà hai vợ chồng đi nhảy thấy nó cũng đơn sơ, thấy cũng thấy ấm áp mà cả nhà ơi.
Còn con trai lớn của mình nó bài dở nhiều quá, nãy kêu nó đi không được, nhiều bài quá. Năm sau là kỷ niệm 15 năm ngày cưới, mình sẽ làm, mình sẽ đãi ở nhà. Lây quay qua hai vợ chồng, lây quay hai vợ chồng 14 năm rồi. Thời gian qua nhanh thật luôn á. Em mới nào còn nay còn tơ, bây giờ hai chồng mình già ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhà. Bà xã không có biết uống bia, hôm nay dụ bà uống 1 ly thôi. Không có biết uống bia, dụ uống 1 ly một. Yeah.
lấy cho cái lương chiên giòn. Thank you.
thôi clip đây Hoàng Kim xin kết thúc. Nếu có hay thì cả nhà xin hãy like và subscribe cho kênh Hoàng Kim Vlog nha. Một lần nữa Hoàng Kim cảm ơn cả nhà nha.